Sachia nè, máy giám định ở Tà Vinh xong nè. Đó, khách nói Tà Vinh mình lên nè, lên đây nè, lên cái bù gam 99 nha nè. Đó, anh đang muốn đổi một chiếc 99 cặp nên rất nhiều nha anh em, nên muốn chia lại đam mê cho anh em nha. Anh em nào ở Tà Vinh thì sang tên một nốt nhạc, anh em đã qua giám định hết rồi nha. Đầu 82 nha nè. Xe rất là cứng cáp nè, xe này đi bình xăng Belica ra dẹp nha anh em, mà máy móc ok lắm, bình sườn mệt đê, chỉ lên hai món đó nghe cũng như là chuẩn của nó nha anh em. Máy ép cái bô gam nhưng mà xe mình đã coi sơ qua hết nha anh em, đĩa đồ trước sau là hoàn hảo hết, chạy thử rồi rất là nhẹ. Đó, xe chuẩn. Đầu lòng xì bo anh em, đi vô đầu lòng lỗ rồi. Máy khỏi phải bàn nữa. Ở dưới clip hồi mình có để cái số điện thoại của anh chủ xe anh em. Ở Tà Vinh anh em nào gần cứ liên hệ trực tiếp nha anh nha. À, đầu lỗ 120 nè. Lòng này anh biết có máy không anh? Lòng này chắc có cũng nhỏ chứ không lớn nè, im lắm. Đó. Chung xì bo nha anh em, thì anh em cứ yên tâm về mặt pháp lý nha, nó không có máy chuẩn ok 100% nha anh em. Đó, anh khách cái giá ra đi mong muốn là 300 nha anh em, 300 triệu. Ở dưới cái clip mình để số điện thoại như của anh khách luôn nha anh em.